Bên cạnh tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố Tân Uyên cũng đang đối mặt với thực trạng sạt lở ven sông. Hàng năm trên địa bàn đều xuất hiện điểm sạt lở mới, gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Do đó, Tân Uyên đang huy động nhiều nguồn lực để chủ động ứng phó sạt lở ven sông. Do đặc điểm tự nhiên, hàng năm lũ về, khu vực ven sông Đồng Nai, địa phận phường Uyên Hưng luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở rất cao. Có những đoạn sạt lở ăn sâu vào bờ, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Thế nhưng, từ khi được đầu tư tuyến kè có chiều dài hơn 1 km với vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, mọi thứ đã đổi khác. Không chỉ sạt lở được đẩy lùi, bộ mặt đô thị nơi đây ngày thêm khởi sắc và cảnh quan bờ kè này đã trở thành trái tim của thành phố Tân Uyên. Đây bờ kè dài gì, chống sạt lở rất là hợp lý. Mình cũng có khuôn viên để mà cho những người lớn tuổi giấc chiều á hoặc là giấc sáng người ta tập thể dục cũng rất là tốt. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở ven sông Đồng Nai tại thành phố Tân Uyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều nhà dân ở cách bờ sông từ 2 đến 14 mét thuộc diện phải di dời. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động ven sông, chủ động nhiều giải pháp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Gồm là 7 đoạn với tổng chiều dài khoảng 2.660 mét. Thì hiện nay để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở, theo thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban tỉnh thì ủy ban thành phố đã chỉ đạo ban quản lý dự án thực hiện trình tham mưu đề xuất tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư kè chống sạt lở tại đoạn 4 với chiều dài khoảng 750 mét, ước tổng kinh phí khoảng 150 tỷ và khi được chấp thuận chủ trương của tỉnh thì ủy ban thành phố Tân Uyên sẽ tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại các điểm sạt lở nêu trên. Về lâu dài, từ nay đến năm 2030, Bình Dương sẽ chi trên 9.800 tỷ đồng để giải quyết gốc rễ vấn đề sạt lở bờ sông. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai các giải pháp công trình và phi công trình như xây dựng hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở bờ sông, lòng dẫn, chủ động bố trí ngân sách nhà nước xây dựng bờ kè, tuyến kè, tăng cường huy động các nguồn lực để chủ động công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như ổn định sản xuất.